các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các mẹ có con nhỏ đang ở trong tình trạng bị chọc tăng cân, một sản phẩm cực kỳ hữu ích. Đấy là sản phẩm Bio Androgen 100. Sản phẩm này thì sẽ giúp cho bé tăng cân dựa trên cơ chế là giúp bé tăng cân tự nhiên, tức là dựa trên việc giảm cân trực diện đúng nguyên nhân khiến cho bé chọc tăng cân, đấy là điều hòa dưỡng nhiều tinh thần, tăng cường sức đề kháng, bổ sung vi chất, và đặc biệt đấy là giúp bé hoàn thiện được hệ tiêu hóa, và từ đó mà bé cải thiện được khả năng hấp thu tối đa. Hiệu quả sẽ đến rõ nhất khi mẹ cho bé sử dụng kiên nhẫn trong vòng 4 đến 9 tuần, tương đương từ 4 đến 9 hộp sản phẩm. Và mọi những cái thông tin liên quan mà các mẹ quan tâm cần được hỗ trợ có thể để lại số điện thoại để được tư vấn, hoặc gọi điện trực tiếp đến số hotline 090 468 7700, sẽ có chuyên viên của nhãn hàng gọi điện hỗ trợ trực tiếp.